Michelle rất thích các bảo mẫu của mình. Cô không bao giờ chán họ. Wow, là bóng nước. Có vẻ ai đó vừa được tắm rửa. Em biết, chúng ta cần bảo mẫu. Michelle sẽ rất vui. Em chắc không? Tất nhiên, dù sao con bé cũng chỉ có một mình à. Em thấy bảo mẫu dịu dàng là thích hợp nhất. Anh nhìn đi, cô ấy như thiên thần vậy á. Em có đang nghiêm túc không? Tất nhiên rồi. Không được, lựa chọn của anh chắc chắn tốt hơn. Cô nàng cá tính, đúng là hình mẫu tuyệt vời. Hình mẫu tuyệt vời? Mình không nghĩ như vậy. Chúng ta nên làm gì đây? Phải chọn một người thôi. Em à, chúng ta sắp muộn rồi đó. Thôi được, chúng ta chọn cả hai đi. Cứ để họ thử việc xem ai giỏi hơn. Để rồi xem, họ sẽ chọn mình. Này, có chuyện gì vậy? Hai bảo mẫu. Ngon quá. Cậu ăn không nào? Nào, há miệng ra. Không, phải làm sao đây? Michelle, sao vậy? Dâu tây. Không sao đâu, để bọn cô giúp cho con ha. Đông lạnh. Xong rồi, con thấy sao hả? Thích không nào? Đúng là ác mộng mà. Còn có nhiều búp bê vậy. Không, dễ thương quá à. Thôi nào, hợp với con mà. Con dễ thương lắm đó. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Này, sao con lại ăn mặc như vậy hả? Thay ra đi. Thật không thể chấp nhận được mà. Chà, bộ này đẹp hơn đó. Con thích lắm. Vậy mới ngầu chứ. Không được, màu đen nhiều quá. Không được đâu. Đừng có nghe cô ấy mà. Con mặc đẹp lắm. Cậu toàn dạy con bé điều xấu. Còn cậu thì xíu nhàm chán. Mình không thấy như vậy. Nhìn này, cô xong rồi. Con xong chưa? Con sắp xong rồi. Được rồi, xong. Chà, chú bướm đẹp quá trời. Khoan đã, cô có ý này. Hiệu ứng TikTok. Nhìn xem, được rồi đây nè. Wow, bướm thật đây. Cô làm thế nào vậy? Có chuyện gì hả? Sao có nhiều côn trùng quá vậy nè? Vậy mới đẹp đây. Nè, cô làm như vậy. Wow. Đừng cằn nhằn nữa. Nhìn hình xăm của mình đi. Đẹp quá. Con cũng muốn nó. Đi theo cô nào. Cái gì? Đi xăm hả? Cô ấy hư quá. Chào cậu. Xăm cho con bé hình bướm đi. Chỗ đây này. Đừng lo, cậu ở đây. Con chọn hình chưa? Tất nhiên, con thấy cái nào hợp. Còn mấy tuổi rồi? Không, không được. Nhưng chú có cách đây. Hình xăm dán. Dùng tạm đi nha. Xong rồi đó. Con xem đi. Cái gì? Trẻ con quá. Con không thích. Khi nào con lớn rồi quay lại. Còn giờ thì đi chơi đi. Thật là dễ thương. Cảm ơn chú. Này coi chừng, hình như mình bị kẹt rồi nè. Mình không thể chịu nổi nữa. Làm ơn đưa mình ra. Ồ, nguy hiểm quá. Chúng ta uống trà thôi nào. Dễ thương và không nguy hiểm chút nào. Con còn học được các quy tắc xã giao nữa. Yeah, uống trà tưởng tượng với cốc nhỏ xíu không vui chút nào. Nào Michelle, ăn bánh ngọt đi nè. Có vẻ cô đã đến đúng lúc nhỉ. Cô còn làm gì nữa vậy? Bảo mẫu cá tính cuối cùng cũng đến. Ủa chúng cháu với. Nhập đi thôi nào. Mọi người cùng nhảy đi. Nhạc hay quá trời. Ô không, mình đeo cái gì thế này? Thật quá đáng. Đủ rồi, mình sẽ rời khỏi đây. Nhưng mà nhạc cũng hay đó chứ. Thôi nào, cô nàng dịu dàng. Wow, nơi này thật tuyệt quá. Nhiều thứ thú vị quá. Nè, đợi mình với. Quá tuyệt phải không nào? Cô thích chơi đu quay. Cũng không tệ. Con thích lắm luôn. Wow, thật phấn khích mà. Cứ chơi thỏa thích đi nha. Woohoo, đúng như những gì con mong đợi. Vui quá đi. Bắt lấy Michelle, xem ai thắng nào. Cô đang đùa có phải không? Rõ ràng con sẽ thắng. Này, không công bằng. Cô thắng rồi nha. Tuyệt quá đi. Lâu rồi cô chưa được vui như vậy. Ồ, con đi rồi. Nào đi thôi. Chúng ta cùng nhau phiêu lưu nào. Con sẽ thích nó cho mà xem. Được rồi, đi thôi. Yeah, chắc mình đã đánh giá con bé quá cao rồi. Wow, oh wow, thật tuyệt vời. Nhanh quá đi.
bọn họ đang chơi rất vui thì phải. Chúng ta đua thôi nào. Giữ chắc nha cô nàng dịu dàng, đã quá. Ôi trời ơi, thật nhiều đồ chơi. Không biết phải nhìn vào đâu nữa đây. Nhìn kìa, đây là những gì chúng ta cần. Oh wow, thật kỳ diệu. Con không thể tin được điều này đang xảy ra. Là búp bê. Đây nữa. Cả cái này nữa nè. Xem chúng đẹp chưa kìa. Giờ chúng ta quay TikTok đi. Bên này, được rồi. Cố lên Michelle, cố lên. Đúng rồi đó, chút nữa. Tại con chứ ai. Không làm ơn. Không được, không công bằng. Không làm ơn. Không được, không công bằng. Yeah, no. Con đã nói là con giỏi nhất rồi mà. Không, cô muốn tái đấu. Này, chuyện gì vậy? Cái này không có trong thỏa thuận nha. Được rồi, Michelle, đã đến lúc con phải tự vệ. Cô mất trí rồi sao? Không, cô đang làm gì vậy? Được rồi, con cũng làm được mà. Đừng khoác lác. Con không đánh lại cô đâu nha. Xong rồi, cũng không quá tệ. Tốt lắm, giờ chúng ta phải làm bài này. Viết ra đi. Bò cho ra sữa. Bò cho ra sữa. Yeah, không sao, chúng ta chỉ đang học thôi. Chán quá. Giai điệu hay đó. Thật là hấp dẫn. Này, cái gì ồn quá vậy? Làm bài tập thôi Michelle, đừng để ý đến cô ấy. Nào, chúng ta đến đâu rồi ta? Con bò đúng không? Cậu không thích hả? Mình có thể làm tốt hơn vậy. Ồ, nói nhạc lên nào. Cậu ấy sẽ nhận quả báo. Của con đây Michelle, dùng cái này con sẽ không nghe thấy gì nữa. Chúng ta tiếp tục nào. Wow, là đàn guitar. Trước giờ con chưa từng thấy nó nha. Con thích nhạc rock không? Wow, thật tuyệt. Hai người đủ rồi, dừng lại đi. Chúng ta phải học nữa mà. Chuyện gì đang xảy ra vậy trời? Lên nào. Ở đây thật là tuyệt mà. Không khí thật trong lành. Thoải mái quá. Cô rất thích đi bộ. Mình dừng lại đây đi ha. Thật may là cô mang theo bánh mì. Yeah, chúng ta có đồ ăn vặt rồi đây. Không Michelle, để cho vịt ăn chứ. Đi thôi, sẽ rất vui đó nha. Đây, cho con một nửa. Con nghĩ chúng đang đói. Wow, con chưa từng thấy nhiều vịt như vậy. Rất tuyệt phải không nào? Cô biết con sẽ thích mà. Nhìn chúng kìa, thật dễ thương. Được rồi, đã đến lúc thi đấu. Chúc chiến binh giỏi nhất chiến thắng nha. Con sẵn sàng chưa? Tất nhiên, con sẵn sàng rồi. Dừng lại, không được như vậy. Có chuyện gì vậy? Một, hai, bắt đầu. Ai thắng đây? Ngon quá đi. Đừng nuôi hy vọng nha. Con không thắng được cô đâu. Để rồi xem. Ừ không, con không ăn nổi nữa rồi. À ha, cô cũng no lắm rồi nè. Chúng ta hòa rồi. Chắc là vậy á. Uống chút soda hôm nào. Không, cảm ơn cô. Vào đây. Con phải thật tuyệt trong tiệc sinh nhật của con mới được. Oh yeah. Chúng ta sẽ giúp con trở nên lộng lẫy. Cứ tin bọn cô đi. Đây là những gì chúng ta cần. Tất nhiên con sẽ tỏa sáng. Bắt đầu nào. Trang điểm phải thật là tự nhiên. Đừng nghe cô ấy. Như vậy sẽ không ai nhận ra con đâu. Xem đây, xong rồi. Con đẹp lắm á. Mọi người hẳn sẽ rất ấn tượng. Oh, cảm ơn hai cô. Con thấy mình như ngôi sao vậy. Quà của con đây. Ai cũng sẽ thích cho mà xem. Con bé thật là. Ôi không, chúng ta đã làm gì thế này? Nhưng cũng khá sáng tạo mà. Sẵn sàng, bắt đầu. Một, hai, một, hai. Một, hai. Wow, hình như là ba mẹ. Cuối cùng họ cũng đã về. Không, ai đó sẽ phải sớm rời đi thôi. Michelle, ba mẹ nhớ con rất nhiều. Chà, con đã chọn được bảo mẫu chưa? Tất nhiên rồi mẹ. Đúng là con gái ngoan của mẹ. Ba hy vọng con chọn đúng người. Đừng nghe ba con yêu. Ông ấy không biết mình đang nói cái gì đâu. Con chọn cả hai. Hai cô sẽ ở lại với con đúng vậy không? Tất nhiên, còn phải hỏi sao? Thật tuyệt, con rất vui. Chúng ta cũng rất vui khi ở bên cạnh con. Bạn thích câu chuyện về hai bảo mẫu khác nhau không nào? Để lại bình luận xem bạn thích ai nhất nhé. Bảo mẫu dịu dàng.
hay là bảo mẫu cá tính nha. Hãy thích video này của chúng mình, đăng ký kênh và bật chuông thông báo nữa nha. Đừng bỏ lỡ video mới về bảo mẫu trên kênh Trum Trum Select nha các bạn.